như tất cả các bạn thương nên mình sẽ giới thiệu ở đây là lô 16 cái cần. Hôm nay ở đây mình có là một ít cây lua nhỏ, cần tay và cần khúc carbon nha các bạn. Và giá mình bán trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship cuối tuần của bên mình vẫn là 40.000 một đơn đối với cần và 30.000 một đơn đối với cần tay. Và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có tất cả là 16 cây, chất liệu đều là cần carbon hết nha. Ở đây mình có cây số 1 đầu tiên này. Cây số 1 đầu tiên ở đây mình có là một cần tay carbon dài là 3m3. Cái này là dài 3m3, hàng địa Nhật. Ngoại hình thì có nó bị tróc sơn ở đây nha. Này là người ta quấn bị dính keo các bạn. Dài là 3m3, ngoại hình tổng thể của nó này, tay cầm cái nhựa. Ống cần này mình đo được là phi 12 ly, ống có sờn xứ tróc sơn như thế này. Tróc sơn thôi không ảnh hưởng gì tới phôi nha, hàng nội địa Nhật. Dài là 3m3, cái này thì ngọn mình đo được là ngọn đây là 0.9 ly. Đây, phần ngọn nó như thế này, ngọn 0.9 ly. Độ cứng cái này cũng tầm khoảng 2 hát. Cái này là một cái cần tay giống dài, có tróc sơn như này. Tróc sơn phần đầu giống luôn, các giống bên trong còn tương đối này. Giống hoa đầu tiên của nó này. Dài 3m3, hàng địa Nhật. Cái này là cây số 1, nặng 100g, thu gọn về 1m. Cái này giá là 400.000, và hình tổng thể như này. Cần tay giống dài, dài 3m3. Tiếp theo là cây số 2. Số 2 đây mình có là một cây của dòng Hot Advan. Hot Advan là hàng Cora xuất Nhật, cây này dài 3m6, còn tay giống ngắn. Phần gốc của nó này, gốc được sơn nhám, gốc này mình đo được là phi 19 ly. Cái này thì ngọn nó mình đo được là 0.75 ly. 0.7 ly nha, ngọn nó như này. Độ cứng cái này tương ứng là 2H bên cần tay. Dòng này thích hợp cho khách nào câu suối, câu suối hoặc là thích câu cảm giác nha. Ngoại hình thì cây này còn khá là sáng đẹp, sờn xuất ít. Các giống bên trong còn khá là sáng, có sờn xuất nhỏ này. Có sờn xuất nhỏ nha. Giống này là giống kề gốc. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%, giống hoa đầu tiên của nó như này. Cái này là cây số 2, nặng là 90g, thu gọn về 52 cm. Cái này có giá là 500.000. Tiếp theo là cây số 3. Số 3 đây mình có là một cái cần tay giống dài. Cái này thì còn nguyên túi nha. Cái này là cây cần tay giống dài, hàng nội địa Nhật, dài là 3m6. Vân của nó là vân carbon dạ trúc, rất là đẹp như thế này. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Tay cầm này, tay cầm này được quấn nhựa. Ổng cần này mình đo được là phi 12.5 ly. Đây, ngoại hình còn khá là sáng đẹp. Ngọn như thế này. Cái này thì ngọn cứng, ngọn này mình đo được là 1.2 ly. Độ cứng cái này tầm 3H bên cần tay. Dài là 3m6, vân carbon dạ trúc. Vân carbon dạ trúc như thế này. Độ mới cái này mới tầm, cái này thì có tróc sơn nhẹ phần đầu giống này. Tróc sơn thôi các bạn. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70-75%. Vân dạ trúc rất là đẹp. Dài là 3m6, hàng nội địa Nhật, giống hoa đầu tiên như này. Cái này là cây số 3, nặng là 90g, thu gọn về là 105 cm. Cây số 3 này có giá là 700.000. Dài 3m6, cứng 3H. Tiếp theo là cây số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây cần tay giống ngắn. Cái này là một cây cần tay giống ngắn, dài là 5m4. Hàng này là của hàng Carbon Rút, hàng Cora xuất Nhật, dài 5m4. Phần gốc của nó như thế này. Gốc này được sơn nhám, ổng cần này mình đo được là phi 23.5 ly. Màu của nó là màu xanh rêu nha. Phần ngọn nó như thế này các bạn. Ngọn này ngọn mảnh mình đo được là 0.75 ly. Ngọn mảnh, độ cứng cái này tầm 2H. 2H đến 2H rưỡi bên cần tay. Cái này là dòng cần tay giống ngắn, là rút ra rất giống với cần ngọn tháp. Tần tải khá là tốt nha. Đây, cái giống bên trong còn khá là bóng đẹp này. Hàng Cora xuất Nhật. Cái giống bên trong còn rất là đẹp nha. Giống kề gốc có sờn xước nhỏ như này. Đồ mới cái này mới tầm khoảng 70-75%, hàng Cora xuất Nhật, dài là 5m4. Cái này là cây số 4, nặng 190g, thu gọn về là 55 cm. Cái này giá 700.000, ngoại hình tổng thể như thế này.
Tiếp theo là cần số 5. Cần số 5 là đây, có 5 cây cần tây thì cây này là cây cuối cùng trong lô cần tây này. Cây này là cây số 5, một cây rất là đẹp nha các bạn. Cây này là của Daiwa, dòng Daiwa CG Carbon, là dòng Carbon Gold nha. Dài là 5m3. Còn tay cầm của nó này, tay cầm được quấn da, những này rất là đẹp. Cái này thì ống cần của nó mình đo được là phi 24 ly. Cái này thì có túi nút bịt đầu, đầu cầm đầy đủ nha, hàng của Daiwa Nhật. Daiwa Nhật con ngọn đó. Cái này thì ngọn của nó là ngọn mảnh 0.75 ly, nhưng mà cần kéo ra thẳng đét luôn nha các bạn. Cái này kéo ra thẳng đét luôn nha, cứng 2.5 đến 3 h, rất là cứng. Nói chung là kéo ra cần phải phần ngọn, dòng ngọn đây, phần ngọn nó là dạng ngọn dẻo, ngọn dẻo như thế này, nhưng mà kéo ra cần thẳng, cứng tầm khoảng 3 h 2.5 đến 3 h. Hàng này là của Daiwa, ngoại hình thì cái này còn rất là mới, độ mới cái này mới tầm khoảng 80-85%, rất là đẹp nha. Cái này thì về trong hàng bãi nên mình mới có cái giá bán là giá chính. Cái này mình bán giá 950, trong hàng bãi mới có giá này, còn thực chất hàng đấu giá không bao giờ. Phần tay bên Nhật rất là mắc, cực kỳ mắc luôn nha. Bên Nhật là cần tay, dòng cần tay nó phải mắc nhất trong các loại cần luôn đó bạn, siêu mắc. Giống hoa đầu tiên hồi nãy như thế này. Độ mới cái này mới tầm khoảng 80-85%, túi bọc đầy đủ, cứng tầm khoảng 2.5 đến 3 h, giống hoa đầu tiên hồi nãy như thế này. Cái này nặng là 240g, thu gọn về 50 cm. Cái này giá 950.000. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 ở đây mình có là một cái cần câu fly. Đây, cây này cây fly. Dòng này là dòng AB Special câu fly, hàng Coral xuất Nhật, cứng 5 đến thăng 6, dài 24, 2 khúc. Còn tay cầm của nó này, tay cầm của nó là tay cầm cán mút bằng. Đây, có nhiều khách không có biết gì về cần câu fly hết, nhưng mà vẫn đặt, xong rồi về bảo gắn máy chỗ nào. Đây, đây là bóp nha các bạn, bóp ở đây. Nói chung là khách nào câu fly là rất là quen rồi. Máy này là chuyên dành để đánh máy câu fly thôi. Chứ còn các bạn cắt máy lớn, dòng này là dòng tầm lua suối, kết hợp cho khách nào lua suối và câu fly thôi. Còn tay cầm của nó này, bát của nó là bát như này. Tay cầm là tay cầm cán mút bần. Khuyên của nó là khuyên đầu tiên, khuyên Fuji đá xám, các khuyên khác là khuyên nhẫn. Cái này là dài 2m4, có 2, 4, 6, 7, 8, 9 khuyên buồn và đầu buông. Ngoại hình tổng thể của nó. Nước sơn của nó là sơn sơn đen nhám, rất là đẹp. Ngọn này mình đo được là ngọn 2 ly. Độ cứng câu fly là từ thân 5 đến thân 6, dài 2m4. Cây này là cây số 6, nặng là 100g. Cây này giá là 400.000. Tiếp theo là cây số 7. Số 7 đây mình có là một cây cần lua ngang. Cây này là cây cần lua ngang, hàng Coral xuất Nhật. Cây này là của Bracket, dài là 1m8. Độ cứng rất là cứng ML nha. Cái này được sản xuất ở Cora. Tải mồi là từ 5 đến 18g, tải cá 6 đến 14 LB, tầm khoảng 6-7 kg cá. Còn tay cầm của nó, tay cầm cán mút shop. Bát này là bát mấy ngang, bát hãng. Cái này, bát này nó bị quấn chỉ như thế này, rất là cứng này. Nói chung quấn rất là cứng, nói chung là xài ok, nhưng mà nó quấn này nhìn không được đẹp. Khuyên là khuyên Fuji là sứ đen. Cái này là dài 1m8, cứng ML và có tất cả là 6 khuyên bao gồm cả đầu buông. Ngọn này mình đo được là ngọn 2 ly, ngoài hình tổng thể của nó như thế này. Ngọn 2 ly, cứng ML. Cây này là cây số 7, nặng là 90g, thu gọn về. Cây này là nặng 90g, có giá là 370.000. Số 7, 370. Tiếp theo số 8. Số 8 ở đây mình có là một cây hiệu Alphakin, hàng Cora xuất Nhật, dài 1m. Dài 5.6 in, tương ứng là dài 1m58, 1m68, 1m68, cứng M. Tải mồi của nó từ 4-21g, tải cá 6-14 lb. Cái này sản xuất Cora, tải cá 6-7 cái cá. Tay cầm của nó là tay cầm cán mút sót. Bát này là bát máy ngang như thế này, bát hình bắn súng. Khuyên là khuyên Fuji là sứ đen. Cây này là dài 1m68 và có tất cả là 6 khuyên bao gồm cả đầu buông. Ngoại hình thì cây này có sờn xước rất là nhỏ như thế này. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%, có sờn xước nhỏ. Ngọn này là ngọn 2 ly nha, ngọn 2 ly, cứng ML, cứng M. Cái này là cây số 9, nặng 90g thu gọn. Cây này nặng là 90g. Cây này có ngọn 2 ly, cây này có giá 370.000.
Tiếp theo là cây số 10. Số 10 ở đây mình có là một cần câu miếng ngang. Cây này là cây số, mình ghi nhầm số rồi các bạn. Cây này là cây số 9 nha. Tiếp theo là cây số 8 này. Mình để lộn vị trí rồi đó. Cây số 8 ở đây mình có là một cây SF Sunfit hàng Cora xuất Nhật, dài là 1m8, cứng ML. Cây này cũng câu miếng ngang. Còn tay cầm của nó là tay cầm cán, cán này là cán cao su, cán cao su dạ da nha. Bát của nó là bát Fuji, bát Fuji bát vặn như dưới như này, bát hình bát súng. Khoen của nó là khoen Fuji loại sứ đen. Cái này là dài 1m8 và có tất cả là 6 khoen vuông và đầu bu. Ngọn này mình đo được là ngọn 1.9 ly. Ngoại hình thì nó có sờn xước như thế này. Cái này thì ngoại hình nó hơi sờn xước như thế này rồi. Ngọn 1.9 ly, cứng ML luôn ngang. Cái là cây số 8, nặng là 150g, cái này giá 350.000. Tiếp theo là cây số 9, à số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây Daiwa. Cái này là cây của Daiwa nha các bạn. Cái này là cây cần câu biển Daiwa, dòng Daiwa cán dẹp như thế này. Cán dẹp thành tấm vuông như thế này. Cái này là cây Daiwa câu biển, còn là cho khách nào câu sông. Câu sông câu cá lớn, ngọn tháp nha. Cái này là dài 2m7, cứng từ 60 đến 80. Bằng dạng ngọn tháp. Cán dẹp là dòng đề cao nha các bạn. Cán dẹp là dòng đề cao như thế này. Bát còn là bát đề cao, bát Fuji, bát vặn. Khoen là khoen Fuji lợi đã xanh. Cách là dài 2m7, có 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen vuông và đầu bu. Vân của nó là vân carbon xoắn nhít 2 da. Đây, vân carbon xoắn nhít 2 da như thế này. Ngọn này là ngọn tháp. Phần tháp của nó là carbon xoắn nha các bạn. Đây, tháp carbon xoắn luôn như thế này. Bu này. Alo của nó là alo full ship. Cái này ngọn nó mình đo được là 2.4 đây. Cứng 5, cứng 60 đến 80. Nó chỉ cong nhẹ tầm khoảng 1 gang, tầm khoảng 15 cm bằng đầu, 10 đến 15 cm bằng đầu ngọn thôi. Dòng này thì tải rất là tốt. Ngoài thân tổng thể của nó này có sơn xước, tróc sơn bằng đầu giống này. Tróc sơn ở đây. Hàng này là hàng đai qua đời cao nha. Tay cầm cái dẹp. Ngoại hình thì có sờn xước mới tầm khoảng 70%. Cái này cây số 10, nặng là 260g. Cái này giá 1.4 triệu. Tiếp theo là cây số 11. 11 ở đây mình có là một cây đai qua, dòng đai qua holder lock. Tay cầm holder lock như thế này. Đây, dòng này là dòng carbon xoắn ít nha. Carbon xoắn ít rất là đẹp. Vâng này, vâng xoắn rất là đẹp nha. Dòng bao là mét, dài là 3m3, cứng 50. Cái này cứng 50 nhưng mà thân rất là nhỏ gọn. Phần tay chui của nó như thế này các bạn. Chui như thế này. Bát của nó là bát Fuji, bát đề cao nha. Khoen là khoen Fuji là đã xanh. Vân của nó là vân carbon xoắn nhít 2 da từ gốc đến ngọn nha. Xoắn từ gốc luôn. Dài là 3m3 và có tất cả là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 khoen buồn và đầu buồn. Chắc các bò xoáy 2 da. Ngoại hình thì cái này còn rất là sáng này. Alo của nó là bộ, alo của nó là alo full ship nha. Dài là 3m3, cứng 50. Ngọn này mình đo được là 2.34 ly. Phần ngọn nó như thế này. Ngoại hình tổng thể. Cái này thích hợp cho khách nào câu chép, câu sông. Câu rô, câu khuy. Cái này cây số 11, nặng 280g. Cái này có giá là 1.3 triệu. Số 11 giá 1.3 triệu. Tiếp theo số 12. 12 đây là mình có là một cái cần của hàng là dòng này, dòng Mia Inox, hàng USA cần Mỹ nha. Còn Mia Inox là hàng thương hiệu Mỹ. Cái này dài 3m, cây này được sản xuất ở Japan, máy in Japan. Dài 3m, cứng từ 60 đến 80, ngọn hắc, ngọn cứng nha. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần tay cầm của nó. Tay cầm của nó tay cầm cán gỗ. Bắt là bắt Fuji, bắt vặn. Khoe là khoen Fuji đá xám có vòng sứ dạ quang. Cái này đánh đêm còn khá là ok.
Dài là 3 mét, có 2, 4, 6, 8, 9. Có tất cả là 9 khoen vuông và đầu vuông. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Có sờ xước nhỏ nhỏ này. Cái này thì alo của nó này, đầu bu của nó là bu Fuji, dòng Fuji biển chống xoắn ở ngoài nha các bạn. Cần này cần bạo lực, dòng các thương hiệu Mỹ thì cần tải rất là bạo lực, cứng. Ngọn này mình đo được là 3.7 ly. Đây, ngọn rất là cứng, cứng 60 đến 80. Cái này thích hợp với khách nào đánh biển, con tra. Ngoại hình tổng thể có tróc sơn ở đây. Cái phần ngọn này nè, ngọn này có tróc sơn một xíu. Cái này thì ngoại hình cũng còn tương đối với tầm khoảng 70%. Cái này cái số 12 nặng là 500g, cái này có giá là 1.4 triệu. Tiếp theo là cây số 13. 13 đây mình có là một cây cần. Cái này là của dòng Basolid, hàng là địa Nhật. Dài là 3m3, cứng 80. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Phần tay cầm, tay cầm đó là tay cầm Ramos Soft, cũng cần như thế. Ổng gốc này được sơn nhám này. Bát của nó là Fuji FPS D22, bát vặn, khoen Fuji là đã xanh. Cái này là dài 3m3, cứng 80, có 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen vuông và đầu vuông. Ngoại hình tổng thể của nó như này. Này là dính bẩn. Ngoại hình thì cái này có sờn xước như này rồi. Ngoại hình thì cái này có sờn xước nhỏ. Nói chung là cũng có sờn xước mà nhỏ nhỏ thôi. Bu đi. Dài là 3m3, cứng 80. Ngọn này mình đo được là 2.89 ly. Cái này cứng 80, ngọn thực tế nó cứng tầm khoảng 60 nha các bạn. Cứng tầm khoảng 50 đến 60. Hàng của Specsolid, hàng địa Nhật, có tróc sơn này. Tróc sơn vùng bóng này. Cái này là cây số 13, nặng là 400g. Cây này có giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu. Tiếp theo là cây số 14. 14 ở đây mình có là một cần của hàng Suzumi. Cái này là cây Suzumi, hàng Kora xuất Nhật. Dài là 2m7, độ cứng 50. Vân của nó là vân carbon xoắn ít 2 da như này. Đây, carbon xoắn ít như này, có nội gân nha. Dài là 2m7, cứng 50. Cái này là dạng cây đề cao nha các bạn, vừa gốc nó thì gốc cán tròn, gốc lớn này. Có tróc sơn, tróc sơn ở đây, tróc sơn phủ bóng bên ngoài. Phần gốc này có tróc sơn ở đây. Bát là bát đề cao, bát vàng. Khoen là khoen Fuji là đá xanh. Khoen Fuji đá xanh. Cái này dài 2m7, cứng 50, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen vuông và đầu vuông. Có tất cả là 9 khoen vuông và đầu vuông. Ngoại hình có sờn xước ở phần gốc là chủ yếu. Các giống khác còn khá là sáng đẹp nha. Các vị trí khác còn khá là đẹp này. Sờn xước ít. Ngọn. Dài là 2m7, cứng 50. Ngọn này mình đo được là 2.7 lên. 2.7. Ngọn này thì câu lăng C, câu ngâm thì cũng ok nha các bạn. Câu lăng C, câu ngâm, câu... Nói chung là cứng 50, cứng 50 và cái này chuẩn độ cứng này. Cái là cây số 14, nặng là 380g, cái này giá là 1.4 triệu. Có sờn xước nhẹ chủ yếu phần gốc thôi các bạn. Đây, sờn xước nhẹ phần gốc. Các vị trí khác cũng khá là đẹp này. Cây số 14 giá là 1.4 triệu. Tiếp theo cây số 15, 15 ở đây mình có là một cây cần 3 khúc. Cái này là cây ba khúc của hàng Olympic. Cái này là cây Olympic, dài là Olympic, dòng này là dòng Olympic Century nha. Dài là 3m6, cứng 80. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Tay cầm của nó là tay cầm Campus Shop. Bát của nó là bát Fuji FPS D22B. Khuyên là khuyên Fuji lại đá sáng. Khuyên Fuji đá sáng. Đây, dính bẩn. Khuyên Fuji đá sáng, khuyên của nó là đẹp nha. Dài là 3m6, cứng 80, cây này có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 khoen vuông và đầu vuông. Ngoại hình thì cây này còn rất là bóng này, rất là sáng đẹp. Độ mới thì cây này mới tầm khoảng
80%, 80-85%. Còn rất là mới. Alo, đó là alo full ship, bu là bu full ship. Dạ là 3m6 cứng 80. Cứng 80 ngọn thực tế mình đo được là 260. Cái này thì độ cứng thực tế của nó cứng tầm khoảng 60 các bạn. Ngoại hình tổng thể của nó như vậy. Ngọn này là ngọn tháp nha. Đây, nó tháp một đoạn như này. Nó là đầu ngọn là câu cảm giác này. Cái này đầu ngọn câu cảm giác. Vừa câu cảm giác vừa câu bộ lực. Tháp một khúc ngắn. Cái này là cây số 15, nặng là 380g. Cái này dán chữ tư. Tiếp theo là cây số 16, cây cuối cùng. 16 đây mình có là một cái cần 2 khúc. Cây là một cây của hiệu Alpha Tucker. Alpha Tucker hàng Cura xuất Nhật. Dòng này là dòng Kamushi, dài là 2m7, 2 khúc. Câu biển nha các bạn. Khuyên của nó là khuyên full xích. Dòng là dòng khuyên biển full xích như này. Đây, khuyên biển full xích. Cái dòng là dòng quen biển Purisic và dòng chân cao. Cái này thì có 2 này, 4, 2, 4, 6, 8, 10 quen bông của đầu bút. Rồi cái phần, cái này là một cây dạng cây cần cắm giống trong. Ngoại hình tổng thể của nó có sợ sức đây. Màu của nó là màu đỏ nâu như này, đỏ đô rồi. Cắm giống trong này, cái này đây, cắm giống trong. Quen Fuji, dòng quen biển. Cái này thì alo, nó là alo dạng Fuji biển chống xoắn. Ngọn khá là cứng, ngọn 2.6 lên. Dòng ngọn tháp nha. Ngọn tháp như này. Ngọn nó như thế này các bạn, cây này thì cứng tầm khoảng 60-80. Dòng này thích hợp cho khách nào câu câu cá hồng, cá bớp. À, cho khách nào câu tra. Cái này cây số 16, nặng là 420g, cây cuối cùng giá 1,5 triệu. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 16 cái cần câu tay, cần lua và cần 2 khúc, 3 khúc. Các bạn lấy cái nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số là 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả.